Trường Giang bị đồn chơi cờ bạc, quản lý tiết lộ sự thật động trời về Nhã Phương. Suốt vài ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin không có kiểm chứng cho rằng Trường Giang tham gia vào trò đỏ đen. Điều này khiến quản lý của nam danh hài vô cùng bức xúc. Để làm rõ vấn đề này, trên trang cá nhân, quản lý cũng là anh trai của Trường Giang bày tỏ, YouTuber giờ tào lao vậy luôn hả trời, kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube mà biến mình thành người rẻ súng như vậy. Làm chồng của Nhã Phương thì tiền ăn sáng có khi phải mượn trợ lý, lấy đầu ra mà đánh bài, coi thường em dâu tôi quá. Cũng qua dòng trạng thái này có thể thấy quyền lực của Nhã Phương ở nhà. Dù là danh hài đình đám, Trường Giang vẫn phải đội nóc nhà lên đầu, đúng là sướng nhất Nhã Phương. Nguyên nhân là vì trước đó trên YouTube xuất hiện hàng loạt video nói về việc Trường Giang chơi đánh bài dù chưa rõ thực hư. Chính vì lời đồn này đã khiến anh trai mười khó vô cùng bức xúc. Trước đó không lâu, Trường Giang Nhã Phương cũng bất ngờ vướng vào ồn ào khi bị mắng không đi làm từ thiện mùa dịch. Trên trang cá nhân, anh trai mười khó bức xúc. Thôi thì để đây không nói gì để khỏi đụng chạm ai cả. Từ nhỏ trước giờ vẫn âm thầm làm, đóng góp được cái gì thì đóng góp cho quê, cho xã hội, nên mấy anh hùng bàn phím bớt chửi bậy giùm. Chưa dừng lại ở đó, anh trai Trường Giang cũng nói rõ về việc khán giả soi mói quá nhiều về những clip nấu ăn của Trường Giang. Teaser cái series nấu ăn ở nhà mùa dịch cũng toàn mấy món đơn giản ít tiền, nên cũng đừng ai nói khoe ăn ngon mùa dịch nữa nha. Dịch bệnh đã quá mệt mỏi rồi, ngoài cái series này để nhân viên công ty có việc mà làm ở nhà đấy mọi người ạ, để nhân viên có lương mà nuôi gia đình họ đấy ạ. Mùa dịch này mà trả được lương full cho nhân viên thì tôi cũng cảm thấy vui lắm rồi ạ. Nhân viên tôi sống được thì xã hội cũng bớt đi gánh nặng phải trợ cấp nuôi họ phải không ạ? Trường Giang Nhã Phương kết hôn năm 2018, sau khi cưới từ một quý ông đào hoa, Trường Giang trở thành người đàn ông của gia đình, yêu chiều vợ con hết mức. Nam danh hài từng tiết lộ, toàn bộ tiền bạc của anh đều do bà xã nắm giữ. Trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu, Trường Giang chia sẻ, anh chưa bao giờ thấy cục tiền để mà quăng, con số cũng không được biết luôn. Anh đi ăn, nói tính tiền, không có tiền thì phải đưa thẻ, nhưng thẻ hết hạn, bấm vào online, nhưng mã không phải của anh, dù tài khoản tên anh. Nam danh hài từng than thở, Trấn Thành từng nói là cưới vợ rồi được cho 2 triệu mỗi ngày, còn tôi bây giờ đi ra đường không có một cắc, tất cả tiền đều là trợ lý lo. Muốn ăn hay chi cái gì thì trợ lý lo hết, tôi không có tiền. Tôi đi diễn có bao giờ biết cách xe đâu, toàn bộ là anh trai của tôi giữ hết. Sau đó đến tháng thì anh trai chuyển tiền cho vợ tôi không biết đến tiền. Tuy vậy Trường Giang cho biết, những lần cả tháng đều là nói cho vui, thực chất anh tự nguyện để vợ quản lý kinh tế. Chuyện tôi để vợ giữ tiền tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình chứ không có gì cả. Hàng ngày tôi chẳng chi tiêu gì cả. Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về. Đi quay mà ăn uống gì là cô trợ lý đó sẽ trả tiền chứ tôi không phải trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì đi làm từ sáng đến tối chẳng tiêu gì hết. Trong gia đình không chỉ Nhã Phương quyền lực, Trường Giang còn thảm trước cô con gái Destiny. Từ khi có con, nam danh hài rất chiều chuộng con. Ngoài công việc, Trường Giang dành thời gian chơi cùng cô con gái nhỏ và không ít lần bị hành tả tơi. Tuy vậy, đây chính là hạnh phúc vô bờ của mười khó. Trường Giang là một trong những danh hài đất sâu bậc nhất. Hiện tại anh đang tham gia chương trình Running Man Việt Nam mùa 2.